Năm 2016, thì Bộ Dục Đào tạo giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng chủ trì cụm thi 42 Trung học Phổ thông Quốc gia tại Quảng Ngãi. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016 có một số điểm khác so với năm trước. Thì tại tỉnh Quảng Ngãi năm nay có hai hội đồng thi. Hội đồng thi thứ nhất là kết quả dành cho chỉ dành xét tốt nghiệp thì do Sở Giáo dục Quảng Ngãi chủ trì. Hội đồng thi thứ hai là kết quả sử dụng vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng trong cả nước thì do Trường Đại học Sư phạm chủ trì phối hợp với Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Sở Giáo dục Quảng Ngãi tổ chức. Tại cụm thi 42 thì có 9.776 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó thì môn thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất là môn toán với 9.509 thí sinh. Môn thi có số lượng thí sinh đăng ký ít nhất là môn thi tiếng Nhật, chỉ có một thí sinh đăng ký dự thi. Với 9.779 thí sinh đăng ký dự thi, thì Trường Đại học Sư phạm đã bố trí sắp xếp vào 264 phòng thi tại 8 điểm thi trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Điểm thi có số môn thi ít nhất là trường Phổ thông Trung học Trần Quốc Tuấn, 4 môn thi. Và điểm thi có số lượng môn thi nhiều nhất là 8 môn thi tại khu G của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Năm nay thì Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với các bên liên quan, đến giờ phút này đã chuẩn bị chu đáo các cái vấn đề liên quan đến kỳ thi. Thì phụ huynh và thí sinh có thể yên tâm muốn tra cứu thông tin liên quan đến cái kỳ thi này thì có thể vào website tuyển sinh.ued.udn.vn của Trường Đại học Sư phạm. Thì trong đó có cái mục là thông tin thí sinh. Thì thí sinh có thể tìm kiếm, tra cứu cái thông tin của mình và khi có kết quả thì ở trên kết quả của cái của trang này thì cũng có thể hiện luôn cái sơ đồ của phòng thi, cho nên thí sinh rất yên tâm để mà biết được cái vị trí của phòng thi của mình. Thì năm nay lịch thi cũng đã được công bố, và với cái tổ chức quy mô thi như thế này thì có những thí sinh có một số buổi là ngắt quãng, tức là không thi. Chính vì vậy mà thí sinh và phụ huynh cũng lưu ý đến thời gian thi, đảm bảo là không có cái điều đáng tiếc xảy ra. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì có rất nhiều huyện rất là xa với thành phố Quảng Ngãi, cho nên đề nghị là thí sinh và phụ huynh cũng lưu ý để cái vấn đề đi lại cũng như là ăn ở an toàn, đảm bảo cho cái thí sinh thi được đảm bảo tốt nhất. Vì đây là một kỳ thi hết sức nghiêm túc và công bằng, cho nên đề nghị thí sinh lưu ý là chấp hành đúng quy định của kỳ thi, tuyệt đối không sử dụng tài liệu trong khi thi, không sử dụng điện thoại trong khu vực thi. Nếu thí sinh mang điện thoại vào khu vực thi thì sẽ bị lập biên bản và đình chỉ thi. Vì vậy tốt nhất là thí sinh nên để điện thoại ở nhà hoặc là gửi cho người thân ở bên ngoài khu vực thi. Ngày 30 tháng 6 thì buổi sáng thì thí sinh sẽ được phổ biến quy chế thi và điều chỉnh những sai sót. Thì các thí sinh cố gắng sắp xếp thời gian để đi đúng giờ, để nghe hướng dẫn và cán bộ coi thi sẽ nhắc nhở thí sinh được phép mang những vật dụng gì vào phòng thi. Và chúng tôi cũng lưu ý lại là đây là một kỳ thi rất là nghiêm túc, công bằng, cho nên là thí sinh hết sức bình tĩnh, tự tin dự thi và không phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì. Kết quả của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay tại cụm thi 42 thì được sử dụng vào cho cái mục đích là xét tuyển vào các trường cao đẳng đại học trong cả nước. Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng nồng nhiệt đón tiếp các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Thì chúng tôi cũng có một số gợi ý để cho thí sinh có thể có thông tin để lựa chọn như sau. Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng là một trong 7 trường sư phạm trọng điểm quốc gia. Đây cũng là một trường đại học đầu tiên trong cả nước được kiểm định độc lập và công bố đảm bảo chất lượng giáo dục quốc gia. Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng cũng có bề dày 40 năm
xây dựng trưởng thành trong đào tạo nghiên cứu khoa học. Và đến nay được Bộ Giáo dục Đào tạo giao cho nhiệm vụ là đào tạo giáo viên, đào tạo các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn. Đây là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, cho nên sinh viên có điều kiện giao lưu, học tập giữa các cái ngành khác nhau. Một điều vui mừng và xin giới thiệu với quý các thí sinh đó là cái chính sách của Đại học Đà Nẵng, một trong đại học vùng uy tín của cả nước, là khi thí sinh mà trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng thì thí sinh sau một học kỳ đầu tiên thì thí sinh có thể đăng ký học bất kỳ một ngành nào thuộc trường Đại học Sư phạm hoặc là trường Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp thì sẽ được nhận hai bằng chính quy cùng một lúc. Đây là cái tạo điều kiện cho thí sinh ra trường có một cơ hội làm việc rộng lớn hơn. Ví dụ như sinh viên trúng tuyển vào ngành toán ứng dụng, muốn ra trường mà được đi dạy phổ thông thì có thể đăng ký học một ngành sư phạm toán. Hay sinh viên trúng tuyển vào cử nhân vật lý có thể đăng ký học ngành điện tử viễn thông của trường Đại học Bách khoa hay quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế, hoặc là một cái ngành cử nhân tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Thì sau khi tốt nghiệp thì các em được nhận cả hai cái bằng đại học. Đây là những cái chính sách chỉ có ở các đại học vùng uy tín như Đại học Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng là một thành phố được đánh giá là năng động, yên bình và đáng sống nhất ở Việt Nam hiện nay. Tại đây thì các em có cái thỏa sức để mà trải nghiệm cuộc sống, học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong cái thời sinh viên tươi đẹp. Cuối cùng, thay mặt hội đồng thi cộng 42, trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, chúc cho tất cả các thí sinh bình tĩnh, tự tin và thi đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.